ngày 11 tháng 8, Thánh Clara. Thánh nữ Clara sinh vào khoảng năm 1193 tại thành Assisi, nước Ý. Thánh Francisco Assisi cũng sống tại thành phố này. Clara thường nghe Francisco thuyết giảng. Trái tim Clara bừng lên niềm khao khát mãnh liệt là muốn bắt chước tấm gương của Francisco. Như Francisco, Clara cũng muốn sống cuộc đời khó nghèo và khiêm nhường vì Đức Chúa Giêsu. Nhưng khổ nỗi, song thân của Clara không bao giờ chấp nhận một dự định như vậy. Thế rồi, vào một buổi tối Chúa Nhật lễ lá năm 1212, lúc vừa tròn 18 tuổi, Clara đã rời bỏ gia đình thân thương và mái nhà sang trọng của mình. Và trong một huyện đường nhỏ bé nằm bên ngoài thành phố Assisi, Clara đã dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh Francisco cắt mái tóc dài của Clara và trao cho Clara một tu phục nâu kết bằng vải thô. Clara ở với các sơ Benedicto cho tới khi có nhiều chị em cùng đến tham gia với ngài. Song thân của Clara đã cố gắng dùng mọi phương thế để bắt Clara về nhà nhưng không được. Chẳng bao lâu sau đó, cả Anne, cô em 15 tuổi của Clara, cũng đến xin gia nhập với ngài. Cũng có nhiều thiếu nữ muốn trở nên những phu nhân nghèo của Đức Chúa Giêsu. Sau đó ít lâu, người ta thấy hình thành một cộng đoàn đạo đức nhỏ. Họ sống trong căn nhà tọa lạc gần bên nhà thờ Thánh Damiano. Căn nhà được chính Thánh Francisco Assisi sửa lại. Thánh nữ Clara và các chị em của ngài đã khấn không bao giờ ăn thịt, luôn đi chân không, sống trong căn nhà nghèo khó với bầu khí thinh lặng và cầu nguyện. Tuy nhiên, họ rất hạnh phúc vì được sống cuộc đời khó nghèo như Chúa Giêsu. Lần kia, có một đội quân hung hãn đã tiến vào công phá thành Assisi. Dù đau nặng, thánh nữ Clara cũng nài xin chị em đưa mình tới cửa sổ. Thánh nữ cho đặt mình thánh Chúa ngay tại nơi các binh lính có thể trông thấy. Sau đó, thánh nữ Clara nài xin Thiên Chúa ra tay cứu thoát các nữ tu và thành phố. Thánh nữ nguyện rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy bảo vệ những chị em này, những người mà giờ đây con không thể bảo vệ nổi. Và dường như có một tiếng nói từ bên trong phát ra: Ta sẽ luôn gìn giữ chúng trong sự quan phòng của ta. Ngay lúc ấy, một sự sợ hãi thình lình giáng xuống trên kẻ địch và họ đã nhanh chân rời bỏ thành phố. Thánh nữ Clara làm bề trên hội dòng được 40 năm, trong đó suốt 29 năm chịu bệnh. Nhưng thánh nữ nói rằng dầu sao cũng rất vui vì được phục vụ Chúa Giêsu. Một số người lo ngại rằng các nữ tu sẽ bị khổ vì phải sống quá nghèo, nhưng thánh nữ Clara đã sống hầu hết đời mình để bảo vệ điều mà ngài gọi là đặc ân thanh bần. Đức Thánh Cha đã cố gắng giảm bớt những đòi hỏi của lời khấn thanh bần trong tu luật của Clara, nhưng thánh nữ đã giải thích rằng ngài và các chị em thuộc hội dòng của ngài được mời gọi sống từ khước hết mọi của cải và chỉ hoàn toàn tin cậy vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Thánh nữ Clara về trời ngày 11 tháng 8 năm 1253. Đức Thánh Cha Alexander IV đã tôn phong Clara lên bậc hiển thánh. Đôi lúc chúng ta quên dành thời gian cho Đức Chúa Giêsu. Chúng ta quá lưu tâm tới những chuyện thế gian đến nỗi để chúng lấn át cả tiếng nói của Đức Chúa Giêsu. Những lúc ấy, chúng ta hãy nài xin thánh nữ Clara chỉ cho chúng ta biết cách đặt Đức Chúa Giêsu làm trung tâm đời sống và trái tin của mình. Tin mừng nét.